bão Dasuri đã giết chết ít nhất 6 người và làm 30.000 ngôi nhà bị thiệt hại, tin đến từ Hà Tĩnh. Cơn bão số 10 Dasuri đã giết chết ít nhất 6 người và làm thiệt hại hơn 3.000 ngôi nhà sau khi đổ bộ lên miền Trung Việt Nam vào hôm thứ Sáu. Nhiều nhà ở Hà Tĩnh đã bị tốc mái nhà. Dân làng cho biết cơn bão đến quá nhanh nên họ không kịp chuyển tài sản đi nơi khác. Cơn bão ập vào các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình, mang theo những cơn gió với vận tốc từ 115 đến 150 dặm km một giờ. Một người dân làng nói với Tân Hoa Xã vào hôm thứ Bảy rằng ông rất sợ khi bão tới, nhưng không thể làm được gì cả ngoài chứng kiến mái nhà của mình đã đột nhiên bị tốc mái. Một người dân làng khác cho biết nay đến tuổi 50, ông chưa từng thấy một cơn bão nào mạnh đến như thế. Theo cư dân này, cơn bão mạnh ập đến lúc khoảng 9 đến 10 giờ sáng khiến không ai dám ra ngoài và mọi người đã tập trung trong một phòng để chống đỡ. Lực lượng cấp cứu địa phương vào hôm thứ Bảy đã bắt đầu dọn dẹp cây cối, bật gốc cây và cành gãy trên đất và giúp các gia đình di chuyển đồ đạc. Khu vực ven biển miền Trung bị mất điện trên diện tích rộng. Theo Tân Hoa Xã, đã có hơn 130.000 gia đình bị mất điện và chưa được tiếp tế. Thông tin liên lạc ở các địa phương cũng bị gián đoạn và chỉ mới bắt đầu được khắc phục, kính thưa quý vị. Vẫn từ liên quan tới Việt Nam thì tỉnh Cần Thơ tuyên bố tôn trọng quyền đưa tiền lẻ qua các trạm thu phí. Thưa quý vị, giữa lúc phong trào các tài xế dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí BOT đang bùng lên khắp nước Việt Nam, thì chính quyền tỉnh Cần Thơ lại tuyên bố chấp nhận quyền của người dân trả lộ phí bằng tiền lẻ. Tờ báo mạng mang tên Một Thế Giới vào hôm thứ Sáu trích dẫn lời ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết rằng Ủy ban tỉnh không yêu cầu phạt những tài xế trả tiền lẻ khi qua hai trạm thu phí nằm trong tỉnh này, đó là T1 và T2 trên quốc lộ 91. Ông ta nói rằng việc sử dụng tiền lẻ không hề vi phạm pháp luật. Thay vào đó, thành phố Cần Thơ sẽ dùng những biện pháp mềm, đã chữ mềm trong cả kép thưa quý vị, như là tuyên truyền và vận động để tránh gây kẹt xe tại các trạm thu phí. Công luận tại Việt Nam đang nổ ra cuộc tranh cãi về việc trả tiền lẻ qua trạm thu phí và về chính danh những trạm thu phí này. Một đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Đức Kiên mới đây đã gây tranh cãi khi nói rằng việc trả lộ phí bằng tiền lẻ bỏ trong chai cho thấy là văn hóa ứng xử có vấn đề. Một người dùng trên trang mạng xã hội Facebook là ông Phạm Duy Long phản bác rằng thằng ăn cướp chê thằng chống cự không có văn hóa. Đó cũng là những từ ngữ trong mặt kép. Thưa quý vị, các trạm thu phí hiện nay mọc lên như nấm trên xa lộ khắp đất nước Việt Nam do mô hình BOT, tức là xây dựng, vận hành và chuyển giao. Nhiều trạm thu phí bị phản đối vì có vị trí không hợp lý hoặc thu phí quá cao. Hiện cũng có nhiều nghi vấn về việc các công ty BOT có thể phải chia chác với các viên chức thuộc Bộ Giao thông Vận tải của Cộng sản Việt Nam. Rất hay cho câu thằng ăn cướp chê thằng chống cự không có văn hóa. Và kính thưa quý vị, trở lại với bản tin. Tòa kháng cáo của bà Jacqueline Nguyễn tái lập lệnh cấm bạch tai vàng ở California. Tin đến từ Pasadena, California. California đã tái lập lệnh cấm bạch tai vàng, món ăn Pháp nổi tiếng. Và vị nữ thẩm phán gốc Việt của tòa kháng cáo ở Barcelona đã giúp đưa đến phán quyết này. Tòa kháng cáo luân phiên hôm thứ 6 phục hồi lệnh cấm pate gan ngỗng hoặc vịt có từ năm 2004. Và lệnh cấm bị đảo ngược vào năm 2015 sau khi các nhà sản xuất pate gan đệ đơn kiện. Một quan tòa liên bang xử rằng lệnh cấm của tiểu bang California cản trở một cách bất hợp pháp luật lệ liên bang. Phán quyết đưa ra vào hôm thứ Sáu nói rằng California có quyền thi hành lệnh cấm, mặc dù việc bán món này vẫn được cho phép cho đến khi tiến trình kháng cáo hoàn tất. Kính thưa quý vị, món bạch tai gan vịt hoặc ngỗng từ lâu nay là một vấn đề kiện tụng tại California. Sau khi lệnh cấm có hiệu lực vào năm 2012, tiểu bang đã đình chỉ việc nhập cảng pate khiến các đầu bếp nhà hàng phải phản đối dữ dội. Hội đồng gồm 3 thẩm phán của tòa kháng cáo luân phiên thứ 9 đồng thuận xử rằng quyết định năm 2015 cho phép nhập cảng loại pate là sai. Nữ thẩm phán Jacqueline Nguyễn Hồng Ngọc cho rằng lệnh cấm của tiểu bang không xung đột với luật liên bang. Bà viết trong phán quyết rằng không có gì trong luật liên bang hay những quy định thực thi nó giới hạn khả năng của tiểu bang ấn định loại gia cầm nào được bán cho sự tiêu thụ của người. Các tổ chức quyền động vật như PETA hoan nghênh phán quyết này, việc dẫn những đoạn phim cho thấy những cảnh con ngỗng bị ép ăn để có lá gan lớn hơn.
khi nói pate thì bánh mì không thể nào thiếu pate phải không, Tí Phượng? Nhưng mà pate pate gan heo thì cũng ngon phải không, Tí Phượng? Dạ vâng. Tí Phượng cũng thích pate gan, nhưng mà tim buồn là nếu mà quý vị nào ghiền pate gan ngỗng thì bây giờ chắc không được ăn nữa rồi. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức buổi sáng của Đài SCT trên băng tần 57.4 và trên hệ thống Galaxy 19 qua sự trình bày của Tí Phượng và Đức Vượng. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật nhiều và niềm vui.